hãy bấm đăng ký và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận những thông tin mới nhất từ kênh. Hello và xin chào anh em, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái file gọi là giảm lang sửa tăng cưa đồ ạ, để ở mức 60 fps luôn. Đây, khi bật thì đồ họa sẽ là ở thấp nhất và chế độ là color full. Đây, không có răng cưa gì luôn. File này dành cho những máy tầm trung. Đây, không có một tí răng cưa nào luôn. Dành cho phiên bản Việt Nam bản 10.0.5 gì đấy. Đây, bản hiện tại. Đây, rất là mượt luôn. Mình nhâm xem, không có một tí răng cưa nào. Sấy rất là mượt. Ok. Đấy, không có một tí răng cưa nào. Giảm lang dùng được luôn cả cho những máy yếu nếu mà anh em nào bật được. Ok, đây mình sẽ hướng dẫn cài file. Đầu tiên thì anh em vào Save Play, anh em tìm ứng dụng này. Ok, sau khi tải thì anh em mở ra. Rồi, đây nó sẽ có hai tab, kéo sang phải, kéo sang trái. Đợi, ở bên phải thì anh em sẽ mở bộ nhớ dùng chung Android Data. Rồi tiếp theo là đây com.vng.pvg mobile file này, UE4 này, shutdown. Đây, xong bấm vào dòng này. Đó. Rồi anh em sẽ vào đây. Ok. Còn bên này là vào mục download này. Anh em sẽ tìm đến cái file. Cái file mà mình tải về đây, mình để đây. Đây, mở ra, copy toàn bộ này, sau đó vào đây, vào file này, anh em dán hết mục use custom, đấy, kéo xuống bên dưới này, đây, kéo đến đoạn này, anh em ấn dán. Rồi ok, sau đó ấn lưu là xong. Đây thì mình sẽ không lưu vào nữa bởi vì mình đã lưu rồi. Ok, như thế là xong và anh em vào game. Vào game và chơi tiếp. Ok, link mình sẽ để ở bên dưới nhé.